Như Dân Việt đã đưa tin, chiều qua 2.8, trong buổi chia sẻ với báo chí, ông Nguyễn Đức Lương, Phó Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo Hòa Bình cho biết, qua rà soát chấm thi, Sở phát hiện có vấn đề cần báo cáo liên quan đến khâu chấm thi trắc nghiệm. Tuy nhiên, khi TV đặt câu hỏi cụ thể hơn về việc cần báo cáo này, ông Lương chỉ nói ngắn gọn, các anh em làm và thấy không logic thì phải báo cáo ngay. Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng, Bộ GD và DT Mai Văn Trinh kiểm tra công tác chấm thi tại Hòa Bình, ảnh minh họa. Ảnh, vở nê. Ông Lương thông tin công an đang làm việc với toàn bộ tổ chấm trắc nghiệm gồm 5 người, trong đó có ông Nguyễn Khắc Tuấn, chuyên viên phòng khảo thí và quản lý chất lượng giáo dục, Sở Giáo dục Đào tạo Hòa Bình, ông Đỗ Mạnh Tuấn, phó hiệu trưởng trường trung học cơ sở và TSPT nội trú huyện Lạc Thủy, ông Nguyễn Quang Vinh, trưởng phòng khảo thí và quản lý chất lượng giáo dục, Sở Giáo dục Đào tạo Hòa Bình. Ông Lương từ chối cung cấp danh tính hai cán bộ còn lại và cho biết không nắm được việc có đơn tố cáo về khâu chấm thi của Hòa Bình. Hiện, cơ quan công an đã vào cuộc xác minh và điều tra làm rõ bất thường này. Chúng tôi vẫn đang chờ kết luận của cơ quan công an. Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Hòa Bình sẵn sàng phối hợp để xác minh. Nếu có sai phạm sẽ xử lý những người vi phạm theo quy định của pháp luật, ông Lương nói. Chiều tối cùng ngày, 2.8, phóng viên Dân Việt đã liên hệ với Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo Hòa Bình ông Bùi Trọng Đắc và được ông Đắc cho hay, tới chiều 2.8, ông vẫn chưa nhận được bất cứ thông tin nào về sai phạm điểm thi trong kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia của tỉnh. Trong khi đó, tối 2.8, ông Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng, Bộ Giáo dục Đào tạo, khẳng định, có dấu hiệu chỉnh sửa điểm thi tại Hòa Bình, cụ thể là môn thi trắc nghiệm. Theo ông Trinh, cơ quan chức năng đang đấu tranh với nghi phạm để làm rõ vụ việc. Ông Trinh khẳng định, khi có kết quả sẽ sớm công bố đến dư luận. Tách, chấm thi ở Hòa Bình, chấm thi Trung học Phổ thông ở Hòa Bình, gian lận điểm thi.